Bản chất nước đã làm giảm cồn rồi, đừng có lùa gà vào nước ion kìm nữa. Không ai tin đâu. Trời ơi, oan ức cho em lắm luôn mọi người. Đây cũng chính là một trong những cái comment mà em đã nhận được khi mà em làm cái clip gọi là test nước ion kìm tươi có khả năng giải tụ cồn đó mọi người. Đúng là bản chất của nước giúp giảm cồn, nhưng nước lọc hay nước ion kìm tươi sẽ giúp làm nhanh, giải độc, giảm cồn sau mỗi cuộc nhậu mà chúng ta không bị nhức đầu mới là điều quan trọng. Và sau đây thì chúng ta sẽ nhờ ba chàng trai với đồ hào hào một cái cùng thực hiện thử thách nha. Rồi, bài test cũng rất là đơn giản. Bây giờ nhiệm vụ của mỗi anh đó là chúng ta lon bia và cùng đo độ cồn nào. Wow, và sau một lon thì hiện tại chúng ta sẽ kiểm tra độ cồn của mỗi anh. Bây giờ là người đầu tiên nha. Người đầu tiên thì chúng ta thấy là độ cồn đó chính là 1.5 gram trên 1 lít. Và tiếp theo đó chính là 1.0 gram trên 1 lít. Rồi, và anh cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó là 1.4 gram trên 1 lít. Đấy mọi người ơi, đó là lý do mà mình thắc khuyến mọi người, đó là đã lái xe thì tuyệt đối rượu bia dùng một giọt nha. Rồi bây giờ sau khi mà uống xong á thì mình sẽ tiếp tục, đó là một anh sẽ không uống bất kỳ loại nước gì hết sau bia. Một anh thì chúng ta sẽ uống nước lọc bình thường, còn anh còn lại thì sẽ uống nước ion kìm tươi của nhà Daiyusha nha. Và cuối cùng kết quả của chúng ta đã có rồi mọi người ơi. Anh không uống gì sau khi rượu bia, hiện tại nồng độ của chúng ta đó chính là 1.9 gram trên 1 lít. Và tiếp theo đến anh uống nước lọc bình thường thì nồng độ của anh đã được đó chính là 0.9 gram trên 1 lít. Cuối cùng đó là chàng trai uống nước ion kìm tươi của nhà Daiyusha giảm chỉ còn là 0.2 gram trên 1 lít thôi cả nhà ơi. Đó mọi người ơi, mọi người thấy không, qua cái buổi test này giữa ba anh thì rõ ràng anh uống rượu bia, chúng ta không uống nước gì hết, cái cồn càng ngấm vào nên là cái chỉ số đo lại càng cao. Riêng với anh mà chúng ta uống Aquafina thì mọi người thấy không, cái độ cồn có giảm đi một xíu nhưng mà không có đáng kể. Còn riêng với anh mà chúng ta uống ion kìm tươi của nhà Daiyusha á thì rõ ràng cái chỉ số giảm vô cùng nhiều luôn, đúng không nè. Vậy thì cho tôi hỏi nha, bây giờ còn ai không tin là nước ion kìm tươi của nhà Daiyusha không giảm được nồng độ bia cồn không nè? Nhưng mà nhớ giúp em nha mọi người ơi, đó là khi mà đã uống rượu bia thì tuyệt đối không được lái xe dù bất kỳ trường hợp nào ha.